Không được rồi. Vậy nè, mua đài Vĩnh Long, ô đài Bình Dương, mở ra đài Vĩnh Long cái đầu tiên. Vậy sao ăn cả nhà? Tại đang sạc mới lấy cái máy này về á cả nhà. Hôm nay đi sửa rồi giờ mới lấy về, giờ đang sạc vô ấy quay luôn cả nhà. Đấy, vậy vậy mình hồi nó mua đài Vĩnh Long, ô đài Bình Dương, mở ra Vĩnh Long cái đầu mười mấy tờ. Mua 15 đài Vĩnh Long, ở đài Bình Dương cái ra Vĩnh Long ở đào thì chứ. Sẵn quay thì mưa luôn cả nhà. Giờ cũng đang chuyển mưa. Ôi giờ quay lại cái máy này rõ ghê cả nhà. Trời mưa gắt gắt rồi cả nhà ơi. Mấy ngày rồi cũng mưa cũng lớn lắm mà không có đi quay được cả nhà. Tại đi làm suốt chứ ấy cả nhà. Còn đợt mình like á, đợt mình like rồi vô cũng không được, vậy xóa không có được mấy video á, cái vô nó đập thêm 2 tháng nữa, nó bị thêm 2 tháng và tới 30 tháng 7 mới có ấy là được. Và cái video sập cũ thì không ấy mà lấy 3 video sập của đề thiên được, nhưng không có xóa được cái tắt kiếm tiền nữa. Mình quay video là video ngắn cả nhà, cảm ơn cả nhà yêu nhiều.